Xin chào các bác nhá. Thì hôm nay em lại tiếp tục đi quay một mảnh đất này ở xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho các bác xem này. Thì tổng diện tích của mảnh đất này nó là 1,5 hecta nhá, 1,5 hecta, sổ sách đầy đủ luôn. Và nhà cửa điện nước đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy. Thì trên đất là người ta trồng toàn là cà phê và có dâu nuôi tằm các bác nhá, dâu nuôi tằm. Thì bây giờ em sẽ quay chi tiết mảnh đất này cho các bác cùng xem. Các bác cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút like để ủng hộ em nhá. Đây em đang đứng phía trong nhà đây các bác nhá. Phía trong nhà này. Trong nhà thì được rào hết rồi này. Đấy, còn chung quanh là vườn của mình hết các bác nhá. Chung quanh phía bên ngoài này. Đấy, là vườn của mình hết. Cà phê khá là đẹp và xanh tốt các bác nhá. Đấy, đây là nhà của mình này. Nhà cũng khá là to các bác nhá. Khá là to. Đấy, thì trên đất mình là có một cái giếng đào nhá mấy nhá. Giếng đào thoải mái nước luôn. Đây có ngoài nước. Có nước luôn này. Đấy. Đây có bụi mía này các bác. Mía trước nhà. Đấy. Đây là nhà bãi kho. Đấy, giá năng lượng mặt trời của mình trên này các bác nhá. Đấy, đây là thế đất của mình này. Thì nó chỉ thoải thôi các bác nhá, chỉ thoải. Thoải thì dưới này mình có hai cái ao tưới nước thoải mái luôn các bác nhá, tưới nước thoải mái. Đấy, đường này đường xe máy xuống tận vườn được các bác nhá. Ở đây rất là mát mẻ luôn. Đây là xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Thì người ta bán với cái giá là 150 triệu một sào các bác nhá, 150 triệu một sào. Là vẫn còn thương lượng đấy các bác. Thì bây giờ em sẽ quay ra đường để quay đường cho các bác cùng xem này. Em có quay flycam ấy, thì các bác sẽ hình dung ra mảnh đất nữa của mình các bác nhé. Sổ sách đầy đủ luôn. Đấy, đây là người ta có trồng ít dâu các bác nhé. Các bác nào không thích trồng dâu chỗ này thì có thể phá đi và trồng rau rợ chỗ này nữa. Quá đẹp luôn. Cà phê của mình và bơ cô nhá. Đấy. Đây là phía trước nhà mình các bác nhá. Phía trước nhà mình. Đấy, đây phía này thì mình đã được rào hết rồi này. Mà từ hết phía rào kia các bác nhá. Đấy, từ cái chị đang đứng kìa. Từ chỗ chị đang đứng mà chạy qua tới hết đất của mình là nó tầm khoảng 70m mặt tiền đường các bác nhá. 70m mặt tiền đường 3m này. 3m. Mà chạy ra tới trung tâm trường chợ khoảng khoảng 500m các bác nhá, khoảng 500m. Đấy, thì mình có 70m mặt tiền đường đất hơn 3m này. Đấy là chạy thẳng ra chỗ đường bê tông ấy thì nó nằm tầm khoảng 200m các nhá, 200m mà ra tới trung tâm trường chợ thì nó nằm tầm khoảng 500m thôi. Đấy, khu vực này trồng được vài chục cây bơ các nhá, cây bơ, dâu nuôi tằm và cà phê, nhà cửa điện nước đầy đủ luôn. Ở xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng là 150 triệu một sào các bác, là 1,5 hecta đấy các bác. Đấy, đây là phía trong của mình. Thì phía mặt trước này đã được rào hết rồi các bác nhá. Rào hết là đất của mình này. Đấy. Nhìn thẳng vào trong nhà này. Điện nước đầy đủ luôn các bác nhá. Ao nước tưới thoải mái luôn. Đấy, thì các bác thích nô này thì liên hệ em qua số lại 0379590939. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi.